bạn gái dắt nói gì khi bị tố làm màu chảnh chọe. Cảm ơn cùng Sophia, cảm ơn em. Bạn gái dắt nói gì khi bị tố làm màu chảnh chọe. Reaction lại Bambino, anh ba ơi, em đợi nửa tháng rồi. Bambino là cái gì? Không thể bỏ qua có trong ngày thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay, sau sự việc lập nhóm người hâm mộ nhưng lại phải yêu cầu là xuất trình chứng minh thư hay là sổ hộ khẩu mới được tham gia, nữ diễn viên Thiên An đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ. Ủa cái gì? Group mới của An nhé mọi người, những bạn yêu mến chị thì có thể vào group nhé. Trước khi vào group vì lý do an ninh, hãy gửi cho Trúc Như và Bảo Hân, quản trị viên, một trong bốn thông tin này mới được vào group nha. Cảm ơn cường Sophie, cảm ơn em. Bambino của em. Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, khai sinh, thẻ học sinh, sinh viên. Ô đi con mẹ mày vãi cả lồn. Ê, mấy đứa ơi, cái group của anh ba, điệt mẹ mày, cái group của anh ba bao nhiêu? Cái group của anh ba bao nhiêu thành viên rồi ta? Cái hot girl quận cam nha. Girl quận cam chào chị bóng xa đét. Okay. Reaction cái này nhahttps://www. Ôi được mẹ mày, group của mình 200 mấy chục ngàn thành viên, thì con mẹ mày 200 mấy ngàn thành viên, mình lấy hết sổ hộ khẩu tụi nó làm cái con cặc gì ta? Từ phía cộng đồng mạng, và mới đây nữ diễn viên này đã lên tiếng về sự việc này. Trước cơn bão chỉ trích từ phía cộng đồng mạng vì yêu cầu giấy tờ để tham gia nhóm người hâm mộ, Thiên An đã giải thích về vấn đề này như sau. Thực ra sau khi mình được mọi người biết đến thì các trang tài khoản giả mạo mình rất nhiều, ngay cả Facebook và Instagram. Về việc mình yêu cầu các bạn fan phải trình bày một trong những giấy tờ trên cũng chỉ vì sự an toàn cho những bạn yêu quý mình mà thôi. Fan của mình đa số là các bạn nhỏ và tầm nhỏ nhất là sinh năm 2000 đổ xuống. Trước đây thì mình đã tạo một group có khoảng 4000. Trời ơi là trời, nó cũng biết đó nha. Nó cũng biết á là điệp mẹ mày fan của nó tầm năm 2000 trở xuống. Bà nội cha mày nó yêu cầu sổ hộ khẩu rồi đủ má mấy con điệp mẹ mày, mấy con mấy đứa nít năm 2000 trở xuống, má má cho con mượn sổ hộ khẩu một cái thì con mẹ mày là bị hỏi liền, là bị hỏi liền. Mày lấy sổ hộ khẩu của tao làm cái con cặc gì? Mày lấy sổ hộ khẩu của tao làm cái gì? Trời má này bị cái gì á ta? Cảm ơn Nguyễn Minh nha. Thật sự luôn, được mà cái khó này hơi bị của SGO 48 DAB. Cảm ơn Nguyễn Minh nha, cảm ơn em nhiều nha Nguyễn Minh, yêu em. Một lát nghe Nguyễn Minh ơi. Thành viên, nhưng mà tình hình trong group này thì rất loạn. Mình cảm thấy có nhiều người lợi dụng lòng tin và lợi dụng fan của mình để làm những việc không đàng hoàng cho lắm. Mình cảm thấy rất bực và xóa thẳng tay group đó để tạo ra một group mới an toàn hơn. Mình không cần số lượng mà mình chỉ cần chất lượng và sự an toàn cho những người thực sự yêu mến mình. Cô nàng chia sẻ thêm rằng mục đích của việc biết ngày tháng năm sinh để tổ chức những hoạt động như là sinh nhật cho các bạn trong tháng này. Và Thiên An cũng cho biết cô coi group kín này giống như một gia đình. Bởi vậy tao nói làm như vậy là tao thiệt luôn, tao nói làm như vậy là ngu. Tại vì biết sao không? Chắc chắn như vậy, chắc chắn 100% luôn. Đã là đi mẹ mày nổi tiếng là phải có fan và anti fan. Nó lập cái group như vậy, nó lập cái group như vậy là điệp mẹ mày, nó kêu là điệp mẹ mày không cần số lượng, chỉ cần chất lượng thôi. Chất lượng là như thế nào? Là điệp mà mỗi lần đăng một cái bài lồn gì đó lên là điệp mẹ mày, ôi chị ơi chị xinh quá, ôi chị ơi chị dễ thương quá, ôi da chị trắng quá, ôi hôm nay chị để tóc đẹp quá, chú đéo có những cái câu như là điệp mẹ mày chấm điểm, chị ơi hôm nay chị đóng điệp mẹ mày em cảm thấy không đạt tí nào. Cảm ơn bạn Lê nha, cảm ơn em. Hôm nay có nhớ bốn thằng đến mua hũ khô gà cô nhớ nghe em, cảm ơn em nhiều nha. Để bà tắt cái donate một xíu nha. Chứ đéo có bao giờ mà điệp mẹ mày chịu nghe ý kiến của điệp mẹ mày, những cái thằng anti fan là điệp mẹ là kiểu như là hôm nay điệp mẹ mày em đóng cái MV này là đủ má, anh thấy không đạt, đóng cái MV như lồn mặt đơ này nọ các thứ rồi điệp mẹ mày hôm nay em hở hơi nhiều nha, giáo án hở vú hơi nhiều, bây giờ làm gái hay gì đó là phải có những giáo án đó. Tại vì khi mà có những thật sự ra những cái thằng anti fan á là những cái thằng hay soi mó những cái mà gọi là những cái lỗi, mà gọi là những cái lỗi cơ bản nhất, những cái lỗi mà điệp mẹ mày xàm lồn nhất của một nghệ sĩ hay là của một người nổi tiếng nào đó hay là một của cái KOL rồi đó. Nhưng mà điệp mẹ mày từ những cái mà điệp mẹ mày soi mó nhỏ nhất đó đó
mà muốn phát triển lên nữa, muốn thành công hơn nữa thì phải sửa những cái lỗi nhỏ nhất đó, phải điệp mạng, mày thu thập những anti fan thành những cái fan chân chính của mình. Còn thằng này má chơi ngược lại, má chỉ yêu cầu đủ má mà những người mà gọi là yêu thích mình thôi, những người mà điệp mạng mày hay comment nịnh mình hay gì đó thì mày vô đó. Rồi xong má lúc nào má cũng ở trên mây trên núi, má không bao giờ má biết điểm yếu, điểm yếu của má là cái gì hết, thì điệp mạng mày làm cái lồn gì. Anh kia nạp mình ơi, cảm ơn mình nhiều nha. Làm cái lồn gì mà điệp mạng mày phát triển được, không phát triển được. Với lại bạn dưới cái tư duy như vậy thật sự là không phát triển được, khó có thể phát triển được. Nói thẳng vậy là khó phát triển được, vô lý vãi lộn, thề vô lý vãi lộn. Các fan của mình có thể nhận thấy mục đích của Thiên An hoàn toàn là tốt, tuy nhiên thì có lẽ là do cách truyền tải cho nên đã khiến cho nhiều người đọc hiểu sai mục đích. Và sau những lùm xùm này thì mong rằng Thiên An hãy cẩn thận hơn với những lời nói của mình nhé. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, sau 4 tháng được phát sóng trên cái gì nữa vậy? Và tại bằng ký đang hóng cái kia mà đã cho rằng con thì đã tạo ra một cơn thành công ngoạn chọc đeo đang hóng cái kia mà tự nhiên cái gì vô mà dũng chọc gì tùm lum hết chứ vậy? Ngồi trong trên mạng xã hội ở đi, cái gì mà đám cưới của gì nữa vậy? Rồi bay rớt trong cái vậy đang hóng cái dắt mà đang hóng thằng dắt mà tự nhiên vô tùm lum hết vậy. Con mẹ đâu drama dắt phần 2 à, dắt phần 2 thầy nghe thầy coi rồi, thầy coi rồi cũng không có vấn đề gì. Bạn gái dắt nói gì khi bị tố làm màu mà chảnh chẹ, trời ơi bị tố cái gì, nói thẳng mặt nên là như vậy con mẹ nó luôn rồi, tổ cái con mẹ gì nữa. Cái này mới chơi được vòng 6 7 game, 5 6 game. Không biết là thật sự là điệp mạng mày, thật sự là cái giới showbiz này nó điệp mạng mày nó ghê lắm tụi em ơi. Những cái thông tin này nọ, cái kiểu này nọ của bên showbiz thật sự là nó tung quả mù người xem, nó tung tất cả mọi thứ điệp mạng mù tịt cho người xem hết. Giống như tụi em nhớ cái đợt, tụi em nhớ cái đợt mà cái đợt cái gì mà thằng bồ Cát Phượng là ai ta, thằng Kiều Minh Tuấn, điệp mạng mày tuyên bố bỏ Cát Phượng đi theo An Nguy này nọ cái thứ độ mà rồi xong này làm điệp mạng mày làm cho tới luôn, làm mày nọ cái thứ làm cũng giống như là bỏ thật với nhau vậy đó, bỏ thật với nhau vậy đó, đủ má quay qua quay lại chỉ là điệp mạng một trò đùa, Cát Phượng là điệp mạng mày người đứng sau này nọ cái thứ phải lồn, không thể tin được ai luôn. Lúc đó thầy tưởng thiệt luôn á chứ, lúc đó thầy tưởng thiệt luôn, lúc đó thầy tưởng là Kiều Minh Tuấn này nọ kiểu bỏ thiệt qua bên An Nguy thiệt, làm như thật luôn, báo chí truyền thông này ở kiểu rút cuộc ra Cát Phượng đứng sau hết, bia phim và tới bây giờ cũng vậy luôn. Tới bây giờ là những giáo án mà gọi là nào là mày dắt rồi bạn gái gắt bị tố này nọ kiểu nhiều khi làm scandal cho mọi người này nọ kiểu vậy thôi, nhiều khi làm scandal để được đã nổi còn được nổi tiếng hơn nữa thôi. Cái tầm này thì thiệt thề hóng chơi chơi vui vậy thôi chứ không biết thật đùa thật giỡn nằm ở đâu. Hóng chơi chơi vui nữa tụi em, hóng chơi chơi vui cả một cái đó không phải là gọi là trò đùa, cái đó không phải là gọi là xạo lồn, nhưng mà cái đó là gọi là nghệ thuật của những gọi là những người mà gọi là đứng sau, là cả một cái bộ não nghệ thuật trong đó. Để chi? Để đẩy lên tích 1, để đẩy lên cái tích 1 lựa chọn. Bây giờ đi mẹ mày search dắt một cái là được ra tích 1 hàng đầu, bạn gái dắt. Bạn gái dắt cũng ra luôn, cũng ra hàng đầu luôn. Bạn gái dắt cũng ra, ừ không ra. Thôi kệ mẹ đi. Nghệ thuật VR hết tụi em ơi, nghệ thuật VR những người làm trong đây là nghệ thuật VR. Anh ba thay đổi rồi, cái lồng què gì vậy? Cái lồng què gì vậy mấy thằng lồn này?